Rõ rồi ha, xin chào bạn, mình là Tròn ha. Thì cái thao cá này là cái thao cá rất là đặc biệt và cũng rất là nhiều các bạn mong chờ mình về được ha. Thì ngày hôm nay mình về cho các bạn cái dòng cá coi đen bao công. Cá coi bao công có nghĩa là cái tên này là do bản thân mình đặt ha, tại vì nó có cái chấm màu trắng ở trên đầu, còn cái người của nó đen thui, cho nên mình gọi nó là bao công ha. Đó, thì đây là cái lô cá mình về được size tầm cỡ khoảng 17 cho đến 20 cm, xính lễ sẽ là 15 tờ vé số cho một em. Và cá bên mình giao tất cả các tỉnh thành ha. Thì cái dòng cá này nó nhìn nó rất là hay ha. Các bạn nuôi hồ kính hay hồ ở dưới mặt đất xi măng âm ở dưới thì cũng đều rất là độc lạ. Thì cái số lượng cá này nó cũng không có nhiều bạn ơi, chỉ về được tầm cỡ khoảng hơn 10 bé như thế này thôi. Thì bạn nào mà yêu thích cái dòng cá độc lạ như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình ha. Cá bên mình giao tất cả các tỉnh thành, ở đâu mình cũng có thể giao được ha. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo ha. Rất là hay, rất là lạ luôn, nhìn rất là vui ha. Cái này mà có thể đêm rằm nô trung thu mà rước một bé này về thì rất là thích hợp. Rồi, bye bye các bạn.